để khơi dậy tinh thần sáng tạo của các em học sinh, thì nhiều năm qua Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long duy trì phối hợp Sở Giáo dục Đào tạo và tỉnh đoàn tổ chức tốt cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng. Thông qua cuộc thi, nhiều sản phẩm chất lượng mang tính mới và sáng tạo ra đời, phục vụ nhu cầu đời sống sản xuất. Và một trong số đó phải kể đến là sản phẩm hệ thống tự động phát hiện bệnh ở lúa của hai học sinh ở xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm. Sản phẩm sáng tạo này có thể giúp người nông dân kịp thời phát hiện bệnh gây hại cho lúa, phục vụ tốt cho sản xuất. Làm ra hệ thống tự động phát hiện bệnh ở lúa là em Nguyễn Thị Như An, lớp 91 và em Nguyễn Ngọc Ngân, lớp 92, trường Trung học cơ sở Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm. Với ý tưởng ban đầu giúp người nông dân không phải tốn thời gian ra đồng thăm lúa mỗi ngày, hai em đã nghiên cứu làm ra sản phẩm này. Gia đình của con làm nông, với lại mà con tiếp xúc với rất là nhiều ruộng lúa, cho nên là con thấy cái việc mà người nông dân ra đồng thăm ruộng rất là khó khăn, vất vả. Bởi vậy con muốn tạo ra cái sản phẩm này để hệ thống có thể sử dụng camera, thu thập hình ảnh và gửi dữ liệu để người nông dân phát hiện ra các loại bệnh sớm. Sản phẩm cũng tích hợp thêm các chức năng như là giúp người nông dân có thể nhận biết được nhiệt độ, kiểm soát độ mặn với lại cái nhiệt độ của đất, đồng thời cũng có thể bơm nước ra vào ruộng để điều chỉnh cái lượng nước hợp lý trong sản xuất nông nghiệp. Nguyên vật liệu làm ra hệ thống tự động phát hiện bệnh ở lúa bao gồm tấm pin năng lượng mặt trời, máy tính, camera, thiết bị phát sóng 4G, thiết bị cảm biến, máy bơm, đồng thời ứng dụng lập trình AL và IoT để giám sát, nhận diện dịch bệnh. Theo đó, hệ thống sẽ lấy hình ảnh lúa từ camera và tự động đưa ra cảnh báo về tình trạng cây lúa, gửi về điện thoại cho nông dân. Khi mà các em nó lên được ý tưởng đó, thì bắt đầu em và các cái giáo viên trong tổ tin học á, thì hỗ trợ các em về là hướng dẫn các em định hướng là sử dụng những cái ứng dụng gì để chúng ta bắt đầu chúng ta viết chương trình, và chúng ta sẽ tìm những cái thiết bị hỗ trợ. Sau đó khi mà đã mua về rồi thì cô trò cùng nhau bắt đầu là lắp đặt các thiết bị để là hoàn thiện. Điểm mới của hệ thống tự động phát hiện bệnh ở lúa là nông dân có thể theo dõi điều kiện đất, kết hợp điều khiển các thiết bị từ xa, tiết kiệm rất nhiều chi phí sản xuất, thời gian lao động, đặc biệt là giúp người nông dân phát hiện chính xác trên 90% 4 loại bệnh phổ biến như đạo ôn, khô dằn, cháy bìa lá, thối cổ giá. Thông qua ý tưởng này, chúng tôi thấy là có thể áp dụng vào thực tiễn, và từ đó nhà trường luôn tạo mọi điều kiện cho các em về cơ sở vật chất, về thời gian, và đặc biệt trong đó hơn là chúng tôi phân công đội ngũ giáo viên, những cốt cán trong những bộ môn và của các tổ chuyên môn để hướng dẫn hỗ trợ các em. Bằng sự cố gắng và đam mê sáng tạo, sản phẩm hệ thống tự động phát hiện bệnh ở lúa của hai cô học trò nhỏ đã được công nhận. Với kết quả giải nhất cuộc thi tinh học trẻ cấp tỉnh, giải nhất cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh, giải ba cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc, giải bốn cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Và mới đây, sản phẩm này cũng mang về cho hai em giải đặc biệt hội thi lập trình ứng dụng Microbit cùng quỹ Dagril và tham dự vòng chung kết cuộc thi tại Malaysia từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 12 năm 2022.